Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng Trong Đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Hội Nông Dân Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa phát huy hiệu quả nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân. Tiếp đó, một nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật bón phân cho vườn cây ăn quả trong mùa mưa bão. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con, quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do dịch bệnh cúm gia cầm gây ra năm 2021. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để kịp thời hỗ trợ khôi phục sản xuất cho các hộ nuôi gia cầm bị thiệt hại, tiêu hủy năm 2021 do dịch cúm gia cầm gây ra, đảm bảo công khai minh bạch, đúng chính sách và đúng mức quy định. Đồng thời, lập hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ trong năm gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 để thẩm định tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí bằng 70% mức quyết toán cho các địa phương. Phần kinh phí còn lại, các huyện, thị xã, thành phố tự đảm nhận từ ngân sách cấp mình. Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn đầu tư trồng hoa trong nhà màng, nhà lưới cho lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng một hectare một năm. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có khoảng 200 hecta trồng hoa có mái che, ứng dụng công nghệ nhà màng nhà lưới, tập trung ở các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa. Theo các hộ, trung bình 1 hecta trồng hoa theo hướng thâm canh ứng dụng công nghệ cao, lợi nhuận đạt từ 400 đến 600 triệu đồng 1 hecta một năm, cao gấp từ 2 đến 3 lần so với diện tích trồng hoa truyền thống. Các địa phương có diện tích trồng hoa và trồng hoa thâm canh đang tiếp tục khuyến khích các hộ dân đầu tư xây dựng các khu nhà màng nhà lưới, chuyển đổi sang trồng hoa theo hướng thâm canh để nâng cao thu nhập. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, sau nhiều năm trầm lắng, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Nga trong những tháng đầu năm 2021 đã khởi sắc trở lại với mức tăng trưởng rất ấn tượng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến nửa đầu tháng 4 năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Nga đạt 11,4 triệu đô la Mỹ, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga chủ yếu là sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh, cá tra cắt khoanh đông lạnh và cá tra nguyên con đông lạnh. Hiện Việt Nam, Belarus, Kazakhstan là ba nước cung cấp cá tra hàng đầu cho thị trường Nga, trong đó Việt Nam là nước cung cấp lớn nhất cá tra đông lạnh cho thị trường này. Những ngày gần đây, nhiều ruộng bí đỏ ở huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk vào vụ thu hoạch rộ, nhưng giá bí xuống quá thấp lại không có người mua, khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 150 hecta bí đỏ, năng suất từ 25 đến 30 tấn một hecta, sản lượng ước đạt trên 3.000 tấn. Do thời điểm thu hoạch bí trúng vào đợt bùng phát dịch COVID-19 nên hoạt động giao thương hạn chế, giá bí xuống thấp. Nếu từ tháng 4, bí đỏ có giá bình quân khoảng 4.000 đến 5.000 đồng một kg, thì hiện loại bí đẹp chỉ có giá từ 1.000 đến 1.200 đồng một kg. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, việc bí mất giá một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nguyên nhân sâu xa là nông dân tự ý mở rộng diện tích, không tính đến phương án tiêu thụ, dẫn đến nguồn cung vượt cầu. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang cố gắng kết nối với các doanh nghiệp siêu thị để tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên địa bàn xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng một hecta, cao hơn từ 3 đến 4 lần so với trồng lúa trước đây. Theo lãnh đạo xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, nuôi tôm càng xanh toàn đực lợi nhuận đạt gần 100 triệu đồng một hecta, cộng thêm lợi nhuận từ trồng lúa khoảng 22 triệu đồng. Như vậy, trên một hecta, bà con thu lãi từ 120 đến 130 hecta một năm. Trong khi, nếu nuôi chung tôm càng xanh, đực và cái, thì lợi nhuận chỉ bằng 50%. Với hiệu quả trên, trong thời gian tới, xã Thạnh Mỹ tiếp tục tăng diện tích nuôi tôm càng xanh kết hợp trồng lúa gắn với quy hoạch vùng nuôi để người dân thuận tiện trong việc kiểm soát chất lượng nước. Bên cạnh đó, xã sẽ liên kết với các đơn vị doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho con tôm. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương, Quỹ Hỗ trợ Nông dân của tỉnh, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư phát triển sản xuất một cách hiệu quả, đem lại giá trị thu nhập cao. Trước đây, 4 hộ nông dân ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương nuôi ốc nhồi riêng lẻ nên hiệu quả không cao. Năm 2020, được Hội Nông dân huyện tư vấn, các hộ đã thành lập tổ hợp tác nuôi ốc nhồi giống và thương phẩm. Để mở rộng sản xuất,
đầu năm 2021, tổ hợp tác nuôi ốc nhồi giống và thương phẩm được Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho vay 300 triệu đồng. Có thêm vốn, các thành viên trong tổ đầu tư cải tạo ao nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chỉ tính từ tháng 4 đến nay, tổ hợp tác đã xuất bán 2 triệu con ốc giống và dự kiến trong tháng 6 tới sẽ xuất bán 10 tấn ốc thương phẩm. Với giá bán từ 80 đến 120 nghìn đồng 1 kg ốc thương phẩm và 500 đồng một con ốc giống, sau khi trừ chi phí, tổ hợp tác sẽ thu lãi gần 500 triệu đồng một tháng. Riêng trong tổ hợp tác của chúng tôi thì có 2 nhân viên kỹ thuật luôn luôn theo sát các cái bà con trong cái tổ hợp tác, hướng dẫn bà con cái cách cải tạo ao chuồng rồi vào kỹ thuật chăn nuôi cho con ốc nó đạt hiệu quả. Cho đến thời điểm này thì các cái nguồn vốn vay cho các cái hộ thông cái tổ hợp tác đã phát huy được cái tác dụng và bắt đầu bà con trong cái tổ hợp tác đã có những cái thu nhập nhất định. Để nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân được đầu tư đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả, Hội Nông dân huyện Quảng Xương đã khảo sát thực tế nhu cầu vay vốn của các hộ, ưu tiên lựa chọn những mô hình dự án điểm để phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, từ năm 2020 đến nay, Hội Nông dân huyện Quảng Xương đã giải ngân 4 dự án với nguồn quỹ hơn 1,3 tỷ đồng cho các hội viên tổ hợp tác vay để đầu tư trồng sen Nhật lấy hạt kết hợp với nuôi ếch, nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi ốc nhồi và đưa cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình mà được tiếp cận với cái nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân ấy, thì thời gian tính lãi là 3 tháng hoặc là 1 quý thì phải trả lãi, và sau thời gian là 2 năm thì với trả lời gốc mà lãi với lãi suất rất ưu đãi 0,6% trên một tháng. Nên là cái lãi suất này thì cũng đã tạo điều kiện rất tốt cho hội viên tham gia sản xuất. Qua cái việc cho vay vốn ấy, thì thấy rằng là hội viên của nông dân được vay vốn thì hết sức là phấn khởi. Có mấy lý do, một là trong cái phí ủy thác thì thấp hơn, hai là các hội viên mà được vay vốn ấy, thì được hỗ trợ về mặt tuyên truyền, về mặt tập huấn về kỹ thuật trong chăn nuôi, đồng thời ấy, thì được quảng bá giới thiệu các sản phẩm chính của hội làm ra. Bên cạnh đó thì các cái mô hình sản xuất kinh doanh mà lớn ấy, thì đã thu hút được cái lực lượng lao động tại chỗ, giải quyết công ăn việc làm cho hội viên, góp phần về cái phần nâng cao cái điều kiện phát triển kinh tế của hội viên. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục kiểm tra việc sử dụng vốn của các mô hình đã được hỗ trợ, Hội Nông dân huyện Quảng Xương đề nghị với Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ thêm nguồn vốn để giúp cho nhiều hộ nông dân nghèo trong huyện được tiếp cận đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập. Thưa bà con, quý vị và các bạn, chăm sóc cây ăn quả trong mùa mưa bão sẽ gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, trong mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến tới bà con một số kỹ thuật bón phân cho vườn cây ăn quả trong mùa mưa bão. Bổ sung phân hữu cơ cải tạo đất giúp rễ cây ăn quả phát triển tốt. Phân hữu cơ có tác dụng rất tốt trong việc cải tạo đất, làm đất tơi xốp. Khi sử dụng phân hữu cơ phải dùng loại phân đã ủ hoai mục, kết hợp sử dụng nấm đối kháng Trichoderma, tăng cường hoạt động vi sinh vật có lợi trong đất, giúp cân bằng hệ sinh vật đất, hạn chế nấm gây bệnh. Tùy theo từng giai đoạn phát triển của cây ăn quả để cung cấp dinh dưỡng. Nếu cây đang mang trái thì cần nhiều phân đạm và kali. Nếu cây giai đoạn phát triển thúc ra đọt thì cần nhiều phân đạm và lân. Có thể sử dụng các loại phân bón gốc có bổ sung chất kích thích para để có thể tăng khả năng phục hồi của cây. Trước khi bón nên xới sáo nhẹ vườn để chống lại sự rửa trôi phân của nước mưa. Để giúp cây mau ra rễ mới và phục hồi nhanh sau thời gian mưa kéo dài, có thể phun các loại phân qua lá. Đối với những vườn đang ra hoa, chịu ảnh hưởng bởi mưa từ nhẹ đến trung bình, tăng cường chăm sóc, phun phân bón lá có chứa nguyên tố vi lượng boron hoặc các chất điều hòa sinh trưởng như acetic acid nhằm giảm rụng trái và gia tăng tỷ lệ đậu trái. Đối với vườn cây đang đậu trái non hoặc trái đang trong giai đoạn phát triển, phun phân bón lá có chứa canxi, đồng, boron, kẽm để tránh hiện tượng nứt trái. Bản tin vàng trong đất ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý vị trong những chương trình sau. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.